Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Như đã hứa thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về một cái chủ đề mà mình đã post ở trên fanpage Võ Hà Linh cũng như là post ở trên group review chân thật và beauty tip của mình. Đó chính là trong hơn một tháng vừa qua thì mình đã cải thiện được cái vấn đề nổi mụn ở phía đằng trước ngực của mình rất là rõ ràng. Và trước khi bước vào video ngày hôm nay thì mình muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, mình không nhận được bất cứ một đồng tiền quảng cáo nào từ các nhãn hàng mà mình sẽ giới thiệu với mọi người trong video ngày hôm nay, cho nên là mình mong rằng là mọi người sẽ có cái nhìn thật là khách quan đối với những nhãn hàng mà mình giới thiệu với mọi người trong video ngày hôm nay nhé. Cách đây một tháng ấy thì mình đã gặp một vấn đề, đó chính là cái làn da ở phía đằng trước ngực của mình ấy thì nổi rất là nhiều mụn. Và mình sẽ để cái hình ảnh cách đây một tháng mà mình đã bị nổi mụn ngực như thế nào ở đây cho mọi người xem nhé. Thật ra đây là cái hình ảnh khi mà mình chụp được, là cái tình trạng mụn ở trước ngực của mình nó không quá ghê nha mọi người. Thời điểm mà mụn ở trước ngực của mình nó nổi đỉnh điểm nhất á, là nó nổi ở hai bên cái bầu ngực và ở giữa cái khe ngực này và cái khu vực ở dưới cổ này, nói chung là nổi rất là nhiều và nổi toàn mụn sưng viêm ấy. Mình rất là sợ cái điều đó luôn, bởi vì mình thường đi tập ấy thì mình rất hay mặc áo dây, và khi đi chơi thì mình mặc rất là nhiều áo hở cổ, và cái thời điểm đó thì mình đã rất là tự ti. Mình không phải là một người bị mụn nội tiết, tức là mình không phải người bị nóng gan mà nổi đầy mụn ở sau lưng và đằng trước ngực và ở trên mặt đâu. Thế nhưng mình không hiểu sao ấy mọi người, cách đây khoảng tầm một tháng thì cái khu vực ở trước ngực này của mình nó nổi rất là nhiều mụn và mình đã rất là hoang mang ấy, và mình đã phải cố gắng đi tìm nguyên nhân là lý do vì sao mà cái phần trước ngực của mình nó bị nổi nhiều mụn đến vậy. Mình nghĩ rằng là cái tình trạng mụn nổi ở trước ngực của mình ấy thì nó bao gồm hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất ấy là bởi vì khi mà mình đi tập gym về ấy, thường là mình không có tắm ngay mọi người ạ. Khi mà đi tập gym về thì cái phần ở trước ngực này của mình này nó đổ rất là nhiều mồ hôi, thế nhưng mà đi tập gym về thì thường mình sẽ không tắm luôn, mà mình sẽ kiểu như là lên nấu ăn xong, ăn cơm xong mình mới tắm ấy. Cho nên mình nghĩ rằng cái tình trạng đọng mồ hôi ở trước ngực của mình ấy nó sẽ gây ra tình trạng là bít tắc lỗ chân lông và gây ra mụn ở phía đằng trước ngực. Và kể từ khi mà mình bị mụn ấy thì mình đã để ý rất là nhiều. Sau này khi mà mình đi tập gym về là mình đã phải đi tắm liền nha mọi người. Và kể từ khi mà mình đi tắm liền như vậy thì mình thấy cái tình trạng mụn ở trước ngực của mình nó không nổi thêm mới và nó cũng không quá trầm trọng hơn. Cho nên mình nghĩ rằng cái lý do đầu tiên đó chính là do mình đi tập gym về và cái tình trạng tiết mồ hôi, tiết dầu ở phần đằng trước ngực này của mình không được vệ sinh sạch sẽ, cho nên gây ra tình trạng mụn. Lý do chính thứ hai mà mình nghĩ đó chính là mình có một cái thói quen sinh hoạt không điều độ và không khoa học cho lắm. Thứ nhất là mình là một người uống rất ít nước này, ăn ít rau xanh và hay thức đêm, và gần đây thì mình còn bị stress nữa. Cho nên là để nói về nguyên nhân mụn ấy thì mình nghĩ có rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng cái tình trạng mụn ở trước ngực của mình ấy là nó đến từ hai nguyên nhân đó, và mình đã phải cải thiện rất là nhiều. Đối với cái nguyên nhân thứ hai ấy, thì mình đã phải thay đổi thói quen sinh hoạt của mình. Thứ nhất là mình cố gắng uống nhiều nước hơn, và mình cũng hay uống những cái đồ uống có ga ấy. Sau đấy thì mình đã phải bỏ đi những cái đồ uống có ga đó, nói chung thỉnh thoảng mà thèm thì uống một vài ngụm thôi mọi người ạ. Tiếp theo đó thì ăn nhiều rau xanh hơn này và ngủ đủ giấc hơn. Nên thay đổi những cái thói quen này không những nó cải thiện cái tình trạng mụn của các bạn mà nó còn cải thiện cái tình trạng da mặt cũng như là sức khỏe các bạn nữa, cho nên tội gì mà mình không thay đổi, đúng không? Tiếp theo đó thì mình sẽ chia sẻ về cái sản phẩm làm sạch mà mình đã sử dụng. Khi mà mình thấy cái tình trạng mụn ở trước ngực của mình ấy càng ngày nó càng trầm trọng, là mình đã phải cố gắng để tìm ra một cái sản phẩm làm sạch nào mà nó có thể làm sạch sâu được cái phần da ở trước ngực của mình. Bên cạnh đó thì nó có thể kiềm dầu với mọi người, bởi vì mình để ý nhá, là cái da mặt của mình nó không tiết ra quá nhiều dầu, thế nhưng mà cái phần khu vực ở trước ngực và ở cái khe ngực của mình ấy thì nó tiết ra rất nhiều mồ hôi, dầu và nó bám bụi ở trên đấy. Cho nên là mình đã quyết định sử dụng một cái loại sữa rửa mặt, thế nhưng mà mình rửa cho cái phần ở trước ngực của mình ấy, bởi vì mình thấy cái loại sữa rửa mặt này nó kiềm dầu rất là tốt và nó làm sạch tốt. Như là mình đã từng review về cái sản phẩm này rồi, thì cái sản phẩm này có tên gọi là Super Vegatox Cleanser của hãng By Vibe Wonderbath. Mình đã có một cái video review rất là kỹ về cái sản phẩm này rồi. Nói chung mình là một người khá là tiết kiệm ấy, so với việc là cố gắng đi tìm những cái sản phẩm mới thì mình sẽ tận dụng những cái sản phẩm mà mình đang có trong nhà mà mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với cái làn da của mình. Và mình đã sử dụng cái sản phẩm này gần như là hết chai rồi mọi người, đến đây rồi này. Mình đã review rất là chi tiết rồi, và mình sẽ để link của cái video review về cái sản phẩm này cả ba màu ở ngay phần mô tả của video để mọi người xem nhé. Mình cũng không muốn nói quá nhiều trong video ngày hôm nay về cái sản phẩm này nữa. Vào mùa hè như thế này thì mỗi ngày thì mình sẽ tắm 2 lần, một lần là khi mà mình đi tập về mọi người nhé. Tiếp theo đó thường ấy là mỗi buổi sáng khi ngủ dậy là mình lại tắm lại một lần nữa. Mình không biết là mình tắm như vậy nó có quá nhiều hay không, nhưng đấy là cái thói quen trong mùa hè của mình ấy. Mình để cái sản phẩm này ở trong nhà tắm và mình làm ướt nước ở trên toàn thân. Sau đó thì mình sẽ cho cái sản phẩm này ra tay và mình bôi một ít ở phía đằng trước ngực của mình, cái chỗ mà mình bị mụn đấy mọi người. Và mình để yên như vậy trong vòng khoảng tầm 5 phút. Sau đấy thì mình sẽ tắm toàn thân bằng cái sản phẩm này luôn. Nói chung về cái dung tích của sản phẩm này nó rất là lớn, là 300ml, và cái chai này nó cũng khá là rẻ, nó không có đắt lắm, hơn 200.000 cái sản phẩm này thôi.
thôi. Cho nên mình sử dụng cái sản phẩm này trong vòng hơn 1 tháng vừa qua để tắm và để vệ sinh cho cái phần khu vực ở trước ngực của mình ấy, thì mình thấy giá cả nó khá là hợp lý. Và quan trọng nhất nữa là cái hiệu quả kiềm dầu và làm sạch da của sản phẩm này đối với khu vực ở trước ngực của mình thực sự nó rất là tốt. Kể từ khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này, mình thấy cái khu vực da ở trước ngực của mình nó sạch hơn rất là nhiều. Và bên cạnh đó nữa, nó không tiết ra dầu quá nhiều ấy mọi người. Để sử dụng cho mặt thì hơi mạnh, nhưng mà đúng là cái sản phẩm này nếu như để sử dụng cho cái phần da trước ngực và cái phần da ở sau lưng cũng như là phần da toàn thân ấy, thì mình thấy nó khá là êm và nó kiềm dầu khá là tốt. Trong 3 màu của sản phẩm này thì mình thích nhất là cái màu đỏ này nha mọi người. 2 màu kia thì mình đã cho đi rồi. Mình giữ lại cái sản phẩm này để sử dụng bởi vì cái sản phẩm này mình thấy là nó làm sạch da tốt. Bên cạnh đó nó cũng không làm cho cái làn da của mình nó quá khô. 2 cái sản phẩm kia nó làm da sạch quá mức cho phép luôn. Còn cái sản phẩm này khi mình sử dụng cho body toàn thân, mình cũng thấy cái làn da của mình nó mềm mịn và nó sáng hơn thật luôn ấy mọi người ạ. Cho nên là mọi người có thể thử sử dụng cái sản phẩm này nhá. Bên cạnh đó, để chữa cho cái tình trạng mụn ở phía đằng trước ngực của mình ý, thì mình không thể chỉ làm sạch không mà nó có thể hết mụn nha mọi người. Mình có sử dụng thêm một cái sản phẩm nữa, đó chính là cái sản phẩm của nhà Cross AX. Cái bông tẩy da chết này nha mọi người. Trong cái sản phẩm này thì có 1% betan salicylate nha mọi người. Nó hoạt động gần như tương tự giống như là BHA, cũng là cái tình trạng như là đẩy mụn ẩn lên rồi làm sạch sâu ở lỗ chân lông. Thế nhưng mà cái betan salicylate này thì nó nhẹ hơn BHA và giảm thiểu tình trạng kích ứng. Cho nên ấy, khi mà các bạn bị mụn ở phía đằng trước ngực ấy, thì mình nghĩ là các bạn nên sử dụng những cái sản phẩm có chứa BHA. Các bạn có thể sử dụng bất kỳ những sản phẩm nào các bạn cảm thấy hợp và với mức giá hợp lý nha. Thế nhưng mà đây thì là cái sản phẩm mà mình đã sử dụng nha mọi người. Cái sản phẩm này ấy, thì khi mà mình sử dụng cho cái vùng da ở trước ngực ấy, vì nó có dạng bông tẩy trang nên nó rất là tiện luôn. Một mặt nó là cái mặt nhám và một mặt nó là cái mặt trơn. Sản phẩm này thì mình sử dụng 2 lần trên một ngày sau khi tắm xong nha mọi người. Cứ sau khi tắm xong ấy thì mình sẽ lấy cái miếng bông này ra. Đầu tiên là mình sẽ lau ở cái vùng da của mình bị mụn một lần bằng cái mặt nhám. Sau đó thì mình sẽ trở cái mặt trơn lại, mình lau lại thêm một lần nữa. Và khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này thì thực sự mình nói thật với mọi người là mình rất là bất ngờ luôn. Mình không ngờ là cái sản phẩm này nó tác dụng tốt ở trên mặt mình như vậy. Thế nhưng mà cái phần da ở trước ngực của mình ấy, mình thấy nó còn có tác dụng hiệu quả hơn nữa luôn. Như mọi người đã biết ấy, thì mình có một cái làn da body nó khá là mỏng manh. Mình không thể dùng những cái loại BHA mà nó có nồng độ cao đâu mọi người. Mình chỉ dùng được những cái sản phẩm có chứa BHA mà còn có nồng độ thấp. Ví dụ như cái sản phẩm này chứa beta salicylate là 1%, thì mình sử dụng mình thấy cực kỳ là hiệu quả luôn. Nó làm sạch lỗ chân lông của mình rất là tốt. Mình sử dụng đều đặn 2 lần trên một ngày thì mình đã thấy là cái khu vực da ở trước ngực của mình chỉ sau khoảng tầm 2 tuần là nó đã có hiệu quả cực kỳ rõ rệt luôn. Sản phẩm này nó không làm cho cái tình trạng mụn ở trước ngực của mình nó bị đỏ và bị sưng viêm lên ấy mọi người, mà nó làm cho cái mụn ở trước ngực của mình ấy nó se lại và nó cứng lại luôn ấy. Và khi mình tắm ấy, mình lấy cái tay xoa nhẹ nhàng là cái mụn nó đã bong ra ngoài luôn. Và mình sẽ để cái hình ảnh sau khoảng tầm 1 tháng mình sử dụng cái sản phẩm này 2 lần đều đặn trên một ngày thì mọi người đã thấy là cái tình trạng mụn ở trước ngực của mình nó đã được cải thiện rõ rệt đến mức như thế nào luôn ấy mọi người. Nói chung ấy là hãng Cross AX này chưa bao giờ book mình review quảng cáo luôn. Nhưng mà quan điểm ở trên kênh của mình ấy, tất nhiên đối với những sản phẩm tốt thì chắc chắn là mình phải chia sẻ cho mọi người. Và đây là 2 cái sản phẩm trong vòng hơn 1 tháng vừa qua mình sử dụng cho cái phần da ở trước ngực của mình. Mình không ngờ nhá là 2 sản phẩm này nó cải thiện cái tình trạng mụn ở trước ngực của mình tốt đến như vậy. Đối với những cái mụn mà nó đang sưng viêm lên ấy thì nó làm giảm sưng rất là tốt và nó làm cho cái mụn được khô se lại mọi người. Khi tắm chỉ cần cài nhẹ là nó đã bung ra rồi. Cho nên là mọi người có thể thử dùng combo đấy nhá. Nói chung đây là tình yêu cuộc đời mình luôn mọi người ơi. Không thể ngờ là nó hiệu quả đến vậy luôn. Bên cạnh đó thì mình có một vài lưu ý và một vài tip cho mọi người nha. Trong khi mà mọi người sử dụng 2 cái sản phẩm này thì buổi tối khi sử dụng cái sản phẩm bông tẩy da chết của nhà Cross AX này thì mọi người nên mặc những cái áo mà nó rộng cổ như thế này. Và chúng ta nên sử dụng những cái áo mà có chất liệu cốt tông thoáng mát thì càng tốt nha mọi người. Khi mà bôi sản phẩm này ở trên da ấy, thì mọi người cứ bôi như thế và để yên ngủ đến sáng. Sáng mai tắm thì mọi người lại bôi tiếp. Thế nhưng có một chút lưu ý đó chính là nếu như buổi sáng thì mọi người lưu ý là chúng ta nên mặc những cái áo kín cổ. Và khi đi ra ngoài đường ấy thì mình không bôi kem chống nắng cho cái phần ở trước ngực của mình đâu, mà mình chỉ tránh nắng rất là kỹ. Cứ đi ra ngoài đường là mình mặc những cái áo che kín cổ như thế này. Và nếu như đi ra ngoài nắng ấy thì mình sẽ mặc áo khoác nắng rất là dày. Bên cạnh đó nhá, có một điều mà chắc chắn là mọi người phải lưu ý cho mình. Khi mà mọi người có mụn sưng viêm ở cái phần ở trước ngực này thì tuyệt đối mọi người không được nặn nhá. Và mình biết rằng mọi người khi đi tắm thì mọi người hay dùng những cái bông tắm mà trà sát ở trên da, thì mọi người hoàn toàn có thể trà sát những khu vực khác ở trên cơ thể, nhưng tuyệt đối không sử dụng cái bông tắm đó để cà cho cái phần ở trước ngực của mình nhá mọi người. Tuyệt đối luôn nhá. Bởi vì trước đây khi mà mình bị mụn ở trước ngực này thì mình nghĩ rằng phải làm sạch cái phần da ở trước ngực này thật là kỹ. Cho nên là mình đã mua xà phòng tắm Lifebuoy về. Sau đấy khi mà tắm ấy thì mình còn sử dụng
thêm cả cái bông tắm ấy, mình chà rất là mạnh ở cái phần trước ngực này, làm cái da ở cái phần trước ngực này nó đỏ, nó sưng tấy lên, cái mụn nó lan ra rất rất là nhiều luôn. Sau đấy thì mình đã rút kinh nghiệm rằng là cái xà bông tắm đấy vì nó tẩy quá sạch ở trên da, và bên cạnh đó thì mình tác động một lực quá mạnh ấy, cho nên là làm cho cái phần da ở trước ngực của mình nó bị viêm nhiễm và cái mụn nó lây lan ra, cho nên càng ngày mình càng thấy cái tình trạng mụn ở trước ngực của mình nó trầm trọng hơn. Nói chung là mọi người cứ để yên cho cái phần bị mụn ở trước ngực này nhá. Ngoài cái việc làm sạch thì chúng ta sử dụng những cái sản phẩm tẩy da chết cũng như là đặc trị mụn, nhưng mà tuyệt đối thì không nặn mụn nha mọi người. Và vừa rồi thì mình đã chia sẻ về hai sản phẩm mà mình đã từng sử dụng cũng như là những cái tip mà mình đã áp dụng trong cái quá trình mà mình trị mụn ở đằng trước ngực của mình, và mình cảm thấy cực kỳ hiệu quả. Mặc dù nó đơn giản nhưng thực tế là nếu như mọi người áp dụng trong vòng khoảng tầm hơn 1 tháng, mọi người sẽ thấy là cái tình trạng mụn ở trước ngực của mọi người nó được cải thiện hơn rất là nhiều luôn. Và mình hy vọng rằng cái video này sẽ giúp ích cho mọi người trong quá trình chúng ta trị mụn cũng như là làm đẹp nha. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này, đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe, và đừng quên nhấn vào nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Và mọi người nhớ là follow fanpage Võ Hà Linh của mình để cập nhật những kết quả giveaway. Bên cạnh đó thì tham gia vào group review chân thật và beauty tip để có thêm nhiều kinh nghiệm làm đẹp nha. Và mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.